Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Dự kiến hôm nay ngày 15 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Mạc Bình Hưng và 20 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 8 năm 2022, chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985 ở Hà Nội, vào mạng xã hội Facebook thì thấy một tài khoản đăng tin tuyển kế toán online. Công việc là nhập số liệu cho công ty kế toán Alpha nên đã liên hệ, gửi thông tin để xin việc. Sau đó, một phụ nữ liên hệ hướng dẫn chị L truy cập một website để đăng ký tài khoản. Đăng ký xong, chị L được cấp ID để làm nhiệm vụ. Công việc chính là nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa. Mỗi ngày, cộng tác viên sẽ nhận được từ 3 đến 10 đơn hàng theo các khung giờ cố định. Sau đó, một số đối tượng đã liên hệ với chị L qua ứng dụng Telegram hướng dẫn, giới thiệu chị L nạp tiền, thực hiện công việc, nhận tiền hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng yêu cầu chuyển số tiền nhỏ và nhận được hoa hồng. Sau đó, nạn nhân bị đưa vào nhóm nhận nhiệm vụ cao hơn, số tiền yêu cầu chuyển khoản nhiều hơn. Các đối tượng nại ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu chị L chuyển khoản thêm tiền. Cố để lấy lại tiền trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, chị L đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Cuối cùng vẫn không rút được tiền, chị L nhận ra mình bị lừa và đến công an thành phố Hà Nội trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện các tài khoản ngân hàng mà chị L được chỉ định chuyển tiền đến do bộ phận 777 Pay thuộc tổ chức tội phạm Chibian quản lý. Công ty Chibian là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Công ty đặt trụ sở ở tòa nhà Star City tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Bộ phận 777 Pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam do đối tượng Tan Di Bao, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc làm quản lý. Bộ phận 777 Pay hoạt động dịch vụ rửa tiền bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán VNPay có địa chỉ website là 77777.org để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền sạch. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L đã cấu kết thuê bộ phận 777 Pay rửa tiền. Bộ phận 777 Pay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị L chuyển tiền nhằm chiếm đoạt. Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra bắt tạm giam bị can Mạc Bình Hưng và nhiều nhân viên khác thuộc bộ phận 777 Pay điều tra hành vi đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L để cho các đồng nghiệp khác rửa tiền giúp nhóm lừa đảo. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng là nhân viên bộ phận 777 Pay đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo chuyển cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng trên đã xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống VNPay. Đối với nhóm xuất tiền gồm bị can Mạc Bình Hưng, Vũ Xuân Huy, Chán Hẻn Phấn đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng của bộ phận 777 Pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo chỉ định. Cơ quan điều tra xác định nhóm bị can này là đồng phạm giúp sức lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L. Đối với những người nhận tiền từ tài khoản ngân hàng bộ phận 777 Pay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác để mua tiền điện tử USDT, theo công an, họ nhận thức rõ nguồn gốc tiền do phạm tội mà có. Do đó, cơ quan chức năng đã truy tố đưa họ ra xét xử về tội rửa tiền. Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tổng Giám đốc Công ty Alibaba và bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện và 20 bị cáo cũng bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện và Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện bị đưa ra xét xử thêm về tội rửa tiền. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng, kế toán công ty địa ốc Alibaba, bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền. Công ty cổ phần địa ốc Alibaba ban đầu có trụ sở chính tại đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau này dời về đường Kha Vạn Cân, thành phố Thủ Đức. Công ty địa ốc Alibaba có 3 cổ đông gồm Nguyễn Thái Lĩnh, giám đốc kiêm đại diện pháp luật, góp 10% vốn, bà Võ Thị Thanh Mai góp 10% vốn điều lệ và Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Khi vừa thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến tháng 12 năm 2016, công ty này tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2017, Nguyễn Thái Luyện tuyên bố công ty đã tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng.
Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh là hai anh em ruột. Luyện sinh năm 1985, quê gốc ở Gia Lai, vốn xuất thân là một môi giới bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi ra mở công ty riêng là Alibaba, Luyện đã rủ người em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh về làm cùng. Không những vậy, Nguyễn Thái Lực, một người em của Luyện, cũng gia nhập công ty với vai trò thu mua đất nông nghiệp rồi lập dự án ma, bán cho khách hàng. Địa ốc Alibaba cũng là doanh nghiệp có mô hình hoạt động gần giống các công ty đa cấp. Các nhân viên tham gia công ty theo hình thức góp vốn, nhân viên công ty tích cực quảng bá hình ảnh, bán hàng dự án với nhiều cam kết trên trời để huy động vốn. Vì quyền lợi nên khi xảy ra sự cố pháp lý, các nhân viên này vẫn sống chết bảo vệ chủ tịch và các đội ngũ lãnh đạo của công ty vì có quyền lợi trong đó. Theo kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an, Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh và đồng phạm đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án, nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt. Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc công ty địa ốc Alibaba, hoạt động ở các lĩnh vực bất động sản, truyền thông, vận tải. Luyện đã giao cho người thân trong gia đình, thân tín của mình làm người đại diện theo pháp luật và tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp. Công ty địa ốc Alibaba và các công ty cùng hệ thống Alibaba tự lập dự án dân cư phân lô ra pháp luật, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất bằng cách tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng các dự án đã có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Nguyễn Thái Luyện còn cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, thuê lại với giá 2% một tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Sau khi đến hạn, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do công ty địa ốc Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết. Thực tế, toàn bộ các dự án do Nguyễn Thái Luyện điều hành tự vẽ trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp lớn. Đất này chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như công ty địa ốc Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện và nhân viên dưới quyền chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng. Một vụ án khác cũng liên quan đến việc rửa tiền từng gây xôn xao vào năm 2019 là vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, công ty Nhật Cường. Theo kết luận điều tra vụ án buôn lậu rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, công ty Nhật Cường, trong giai đoạn 2013-2019, công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác dưới nhiều hình thức, gồm cả hợp pháp và bất hợp pháp, sau đó thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội để bán thu lợi. Từ năm 2014 đến 2019, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của công ty để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng. Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông. Sau khi mua hàng, bị can Huy không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chỉ bỏ ra số tiền hơn 72,9 tỷ đồng để thuê vận chuyển hàng trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định, bị can Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam. Việc vận chuyển hàng hóa trái phép được thực hiện theo đường biển về cảng Hải Phòng, đường hàng không về qua sân bay quốc tế Nội Bài và qua đường bộ từ Quảng Châu, Trung Quốc về khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và tập kết tại kho của công ty Nhật Cường tại số 39, phố Lý Quốc Sư. Sau đó, hàng lậu được phân phối tới các cửa hàng thuộc hệ thống công ty để tiêu thụ. Cơ quan điều tra kết luận, thông qua hệ thống các cửa hàng, công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng, hiện còn 974 sản phẩm chưa tiêu thụ, giá trị mua là hơn 7,7 tỷ đồng. Từ tháng 6 năm 2012, bị can Bùi Quang Huy thành lập bộ phận phần mềm thuộc công ty Nhật Cường, giao cho Võ Minh Hiếu làm trưởng bộ phận. Tháng 1 năm 2016, bị can Huy thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software, giao cho Võ Minh Hiếu làm giám đốc. Bộ phận phần mềm thuộc công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software sử dụng nguồn tiền từ các hoạt động của công ty Nhật Cường để xây dựng một số phần mềm công nghệ thông tin nhằm mục đích bán cho các đơn vị tổ chức kinh tế sử dụng. Theo cơ quan điều tra, hành vi sử dụng nguồn tiền có được từ buôn lậu sang đầu tư kinh doanh hợp pháp, viết phần mềm để bán, mua ô tô, nhà ở nhằm biến dòng tiền
trở thành hợp pháp của bị can Bùi Quang Huy có dấu hiệu của tội rửa tiền. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.